Ngoài hiên nắng loe, đàn chim giật mình biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trăm mối, một kiếp đã đoan. Cố tìm tình trong chớ ngổn ngang. Còn bao lâu nữa khi ta bắt đầu tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho chưa khuya tối. Nhìn quanh một mình, đường quen không tới, tim nhóng ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình. Bên trái khách là tượng Kim Đồng, bên phải cũng khách là tượng Ngọc Nữ, và cùng 80 vị quan thế âm Bồ Tát cùng ngự xung quanh. Mỗi vị đều có hình tướng và hạnh nguyện riêng của người. Giới thiệu quý khách, bên trên là màn hình máy vòm được sử dụng trong không gian Phật giáo lần đầu tiên trên thế giới. Tại đây quý khách sẽ được tìm hiểu sự hình thành và phát triển của vũ trụ thông qua quan niệm của Phật giáo, thông qua 5 phút trình chiếu trên máy vòm. Khi trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi, khi thân trí hòa làm một thì tâm thức sẽ được giác ngộ. Hơn 30 giây nữa thôi, suất trình chiếu của mình sẽ được phép bắt đầu. Trong đó có 2 phút thuyết minh và 5 phút trình chiếu. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Sun World Bà Đen. Chúc quý khách và gia đình có một trải nghiệm thật là vui vẻ và thú vị tại Sun World Bà Đen Mountain. Và cảm ơn quý khách.
trong đại thiên thế giới. Mỗi đại thiên thế giới là cõi giáo hóa của một đức Phật do 1000 trung thiên thế giới hợp lại mà thành. Mỗi trung thiên thế giới lại có 1000 tiểu thiên thế giới. Mỗi tiểu thiên thế giới lại bao gồm 1000 tiểu thế giới. Một tiểu thế giới có núi Cù Chi làm trung tâm, có mặt trăng, mặt trời và tứ đại vũ trụ. Trái đất nơi con người sinh sống chỉ là một châu trong tứ đại vũ trụ mà thôi. Núi Cù Chi là chỗ chư thiên chư thần ngự, do bốn chất báu tạo thành, bao gồm vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. Có 8 núi và 8 biển bao quanh, có mặt trời và mặt trăng thường xuyên chiếu sáng ngay trong lòng núi. Có cây hương mọc xê xê, bốn phương có bốn vị tiên vương canh giữ. Phía trên đỉnh núi có cõi trời đế thích với 33 cung điện. Cung điện trung tâm là Thiện Kiến Thành. Phía trên không của Thiện Kiến Thành chính là nơi an ngự của Phật Tổ Như Lai và Bồ Tát. Trong kinh Phật có dạy, vũ trụ rộng lớn vô cùng vô tận, có vô lượng vô biên các cõi đại thiên thế giới. Mỗi đại thiên thế giới là một cõi Phật độ. Chư Phật thì hằng hà sa số, mỗi cõi đều có chư Phật hiện thân giáo hóa chúng sanh. Nếu ta không gieo nhân thì hôm nay đâu có quả. Mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó. Nếu ta không gieo nhân thì hôm nay đâu có quả. Bạn thử nghĩ xem, nếu hôm nay người ta mang đau khổ cho bạn, bạn lại trả thù người ta bằng cách làm người ta đau khổ lại. Như vậy, đau khổ chồng lên khổ đau, thì đời đời kiếp kiếp khổ đau cứ theo ta hoài, không bao giờ chấm dứt. Để hóa giải nghiệp quá khứ, chúng ta phải huân tập tâm từ bi thật miên mật mới có được kết quả tốt. Trong phim Tây Du Ký có đoạn Hồng Hài Nhi phun lửa, nước thế gian không thể dập được, phải nhờ tới nước cam lộ của Bồ Tát. Lửa của Hồng Hài Nhi thể hiện lòng sân, lòng thù hận của con người thế gian. Nước cam lộ của Bồ Tát thể hiện lòng từ bi của chư Thánh, chư Phật, chư Bồ Tát. Có một câu chuyện về chú lừa như thế này. Có một chú lừa đang chạy chơi tung tăng rất vui vẻ. Bỗng nhiên chú bị sa vào một cái hố. Cái hố rất sâu, chú kêu la lên để cầu cứu. Người chủ của chú và những người dân làng chạy đến cái hố. Họ tìm cách để đưa chú lên nhưng không thể nào được. Cái hố đó quá sâu. Cuối cùng họ lấy đá ném xuống cái hố để chôn sống chú lừa, vì họ không muốn thấy người chủ của chú đau khổ. Khi nghe tiếng kêu gào cầu cứu của chú lừa, chú lừa đau khổ nhìn người chủ của mình. Đẹp ha. Nhìn đời bạc trắng vôi, thân ta hóa đá nhìn đời mà cười. Yeah. Nhìn người được sống bao lâu, hơn thua đánh đấm mãi này các bụi là ta. Tiền tài vật chất thân nhau, thâm tình tri kỷ ba đời luôn quý nhau. Anh em già già thưa thưa, xa cơ hết tiền, ôi người quay mặt làm ngơ. Ôi tiền mù
mua được bao nhiêu mảnh đất. Cứ sống sân si mai ta cát bụi, hơn nhau chữ tiền bằng nhau mét đất. Người đời đâu gọi nhau thân thiết. Ôi tiền mua đi mặc sâu lòng người, sống trái lương tâm đâu yên giấc ngủ. Mới hay giật mình mới biết chính mình hại mình đấy thôi. Còn chen tranh giành hơn thua nhau rồi, ai ngờ cát bụi gọi ta. Bọn chen tranh giành hơn thua nhau rồi, mai này cát bụi là